Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 1.700 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp thuộc 18 quốc gia trên thế giới đã tham gia tại triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 được diễn ra mới đây tại Hà Nội. Nhiều sản phẩm mới, dịch vụ mới cùng các hoạt động phong phú tại triển lãm sẽ là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý trong việc đo lường và tìm hiểu rõ hơn về thị trường trong giai đoạn mới, về phát triển kinh tế xuất nhập khẩu và đầu tư. Triển lãm năm nay có sự tham gia của rất nhiều các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp với những sản phẩm phong phú đa dạng, thậm chí nhiều sản phẩm đẳng cấp thế giới được các doanh nghiệp trẻ mạnh dạn kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. Đây là những sản phẩm nội thất mới nhất được nhập khẩu tại thị trường châu Âu do công ty trách nhiệm hữu hạn PT Casa mang đến triển lãm lần này. Để chuẩn bị cho sự kiện này, doanh nghiệp này đã phải nghiên cứu và nhập khẩu về từ cuối năm 2016. Đến với hội chợ Vietbuild 2017 năm nay, công ty muốn mang ra những cái sản phẩm mới nhất đã được nhập khẩu chính hãng từ châu Âu như Italia, Tây Ban Nha về với người tiêu dùng. Thông qua hội chợ cũng là một cái hình thức công ty có thể là giới thiệu sản phẩm cũng như là giới thiệu những cái mẫu mã mới đang được thế giới thịnh hành và cũng như là được cập nhật hiện nay nhất. Không chỉ đẹp về mẫu mã, tính năng và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của người tiêu dùng. Năm nay, những dòng sản phẩm mới phù hợp với các công trình xây dựng mang tính chất lượng hiện đại và đặc biệt là tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường được các doanh nghiệp đưa đến giới thiệu với khách hàng tại triển lãm lần này. Chúng tôi mang đến hội chợ những cái sản phẩm gạch ngói đất sét nung vào loại tốt nhất hàng đầu Việt Nam và đặc biệt thân thiện môi trường. Bởi vì hiện nay là chúng tôi đã có rất nhiều những cải tiến, rất nhiều sáng kiến. Vì vậy mà bây giờ ngói của chúng tôi là sản xuất với một công nghệ mới là nghiền khô, ngói nghiền khô đấy, đầu tiên của Việt Nam. Thứ hai là cái sản phẩm tráng men này, là phun men một lần, nung trong lò tuyên en là cũng đầu tiên của Việt Nam. Đối với triển lãm Vietbuild Hà Nội 2017 có 234 doanh nghiệp trong nước, 84 doanh nghiệp liên doanh và 141 doanh nghiệp của các tập đoàn nước ngoài đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Singapore, Mỹ, Pháp, v.v. Đây được coi là nơi để giúp các doanh nghiệp trong nước có thể tìm hiểu, trao đổi, ký kết hợp đồng và được tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm mới từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước để chuẩn bị cho các công trình xây dựng với các dự án lớn. Những hội chợ như thế này thì đây là hội chợ vật liệu xây dựng lớn nhất của Việt Nam, thường xuyên diễn ra ở tại thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thì nhiều năm nay chúng tôi đã tham gia chương trình này, với đây là một cái chương trình có sức lan tỏa, có sức mở rộng, và năm nay từ cái sắp xếp gian hàng, cái tạo điều kiện, cái cơ hội năm nay cũng rất là tốt. Và ngay từ cái buổi khai mạc thì tôi thấy là khách hàng đến rất là đông đảo và thậm chí đông hơn những cái thường kỳ mà tôi đã từng đến, từng chứng kiến, từng tham gia hội chợ. Bên cạnh việc giới thiệu trưng bày các sản phẩm, thiết bị phục vụ lĩnh vực bất động sản, kiến trúc và vật liệu trang trí nội ngoại thất, triển lãm còn có nhiều chương trình hoạt động kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực trên với nhau. Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2017 lần thứ nhất là triển lãm đầu tiên trong chuỗi 8 kỳ triển lãm quốc tế Vietbuild của năm 2017 sẽ liên tục diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thành phố Cần Thơ.